Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 31 của bộ truyện kiếm hiệp Thiên Hạc Phổ, tác giả Ngoạn Long Sinh qua dòng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like vào comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên nhấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 31 của bộ truyện. Ba người ra phía tiền điện thì thấy Tân Bá Công và Trúc Công Minh đang ngồi bên dòng tiểu khuê ngoài sơn môn. Giữa hai người là một phiến đá bằng phẳng Mặt phiến đá bị hai lão dùng chỉ lực kẻ thành một bàn cờ Chỉ có điều là trên bàn không có con cờ nào Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì dừng bước hỏi Tiểu Bình Hiền đệ, chuyện gì thế này? An Tiểu Bình nói Tiểu đệ cũng không biết Vừa rồi Tiểu đệ ra ngoài này tìm Tân Công Công Thì bị lão bảo đệ đi tìm Phương Đại ca Phương Tuyết Nghi trao mày nói Chuyện này thật là kỳ quái Chàng bước đến cạnh hai lão Và cung thủ nói Tân lão tìm vãn bối phải không Tân bá công chỉ gật đầu Chứ không nói gì An Tiểu Bình không nhịn được Nàng kêu lên Tân công công Lão bảo tìm Phương Đại Ca Bây giờ Phương Đại Ca đã đến Mà tại sao lão không nói gì Tân bá công trao mày rồi đột nhiên nói với Trúc Công Minh Trúc Lão đệ Ván cờ của chúng ta không cần đánh nữa Trúc Công Minh nói Tân huỳnh đã nhiều năm rồi Lão Phu không chơi loại cờ Vô tử tầm toán Nếu ơi chơi tiếp Thì e rằng Lão Phu cũng thảm bại thôi <laughs> Lão phá lên cười một chàng rồi đứng lên Tân Bá Công cũng cười khà khà rồi nói Tuần mỗ cũng vậy thôi Lão dịch mục quang nhìn qua Phương Tuyết Nghi rồi nói Ngũ đại mà chủ đã phái người đưa thư tới rồi Phương Tuyết Nghi kinh ngạc hỏi Ở đâu? Tân bá công cười hì hì rồi nói Ở đây này Vừa nói lão vừa lấy trong tay áo ra một phong thư Phương Tuyết Nghi nhận thư mở ra xem Rồi bỗng nhiên bật cười thành tiếng lúc này tống phù cũng vừa đến lão và trịnh đại cường cùng an tiểu bình cùng chạy đến xem xem xong thì quả nhiên ai nấy đều ôm bụng mờ cười nguyên phong thư viết thế này phương thiếu hiệp tuyết nghỉ xin nói cho hai lão bất tử tân bá công và trúc công minh biết ba ngày sau hai lão đó hãy đến tuyệt đỉnh thái thất chịu chết bên dưới kỳ bốn chữ ngũ đại mà chủ Tống Phù xem xong thì bất giác quay sang hỏi Tân Trúc hai lão. Nhị vị có đi không? Tân Bá Công cười nhạt nói. Tại sao lại không đi? Trúc Công Minh tiếp lời. Lão Thầu Nhị, nếu Lão Phu và Tân Huynh không đi, thì há chẳng phải sẽ bị bọn ngũ ma chê cười hay sao? Tân Bá Công nói. Tống Phù. Lão Phu vốn muốn tìm bọn chúng và bây giờ khó khăn lắm, bọn chúng mới chiếu cố gửi mời. Như vậy, đây là một cơ hội rất tốt. Ba ngày sau, nhất định Lão Phù sẽ bảo chúng hạ sơn mà cầu xin tha mạng. Tống Phù nói, Lão Thu Nhi tin như thế. Phương Tuyết Nghi cho mày suy nghĩ một lát rồi nói, Tân Lão, nếu bọn chúng không đến thì sao? tân bá công nghe vậy thì hơi ngận người lão nói không đến à tại sao bọn chúng không đến chứ chẳng phải bọn chúng phái người đưa phòng thư này đến đó sao phương tuyết nghi nói không sai nhưng mà văn bối cho rằng có thể bọn chúng chỉ muốn đùa với hai lão mà thôi tân bá công cười nhạt nói Ồ, bọn chúng dám à chúc công minh tiếp lời Phượng Lão Đệ, Lão Phu tin rằng ngũ ma tuy rất to gan, nhưng e rằng bọn chúng không dám đùa với Lão Phu và Tân Huỳnh đâu. Phương Tuyên Nghi chỉ mỉm cười mà không nói gì thêm. Vì chàng biết, có nói nữa cũng chẳng ích gì. Nhưng mà trong lòng chàng lại hiểu rõ, hiện tại ngũ ma không thể cùng một lúc xuất hiện ở Tùng Sơn. Như vậy đủ thấy, phong thư này là do ai đó bày ra trò đùa thôi. Đương nhiên chàng cũng không thể xác minh người bày trò đùa này là ai. Vì thế mà chàng không tiện nói tiếp. Lúc này Tân Bá Công như chưa tiêu nộ khí. Lão xuất thủ đánh xuống phiến đá làm màn cờ một trường, khiến phiến đá vỡ vụn ra làm nghìn mảnh. An Tiểu Bình rút vai lè lưỡi và kêu lên. Tân Công Công, trường này có bao nhiêu lực đạo vậy? Tân Bá Công nói, cô nương nói thử xem một ngàn cân hay năm trăm cân an tiểu bình nói vạn bối phán đoán nếu lực đạo không đủ ngàn cân thì phiến đá này không thể nào vỡ vụn ra như vậy Tân bá công cười hì hì nói nhà đầu nhãn lực của người quả nhiên là không tầm thường lão quay sang nói tiếp với trúc công mình trúc lão đệ chúng ta lên tuyệt đỉnh thái thất xem thử nha. Trúc Công Minh mỉm cười nói, Được, chúng ta đi. Lời vừa dứt thì hai lão đã tung người phóng đi như hai làn khói mỏng trong ánh bình minh. An Tiểu Bình nhìn qua tuyết nghi và hỏi, Chúng ta có nên đi theo không? Phương Tuyết Nghi liếc nhìn Trịnh Đại Cường rồi lắc đầu nói, ờ, không cần đâu, An Tiểu Bình ngạc nhiên, nàng nói. Không đi à? Phương Huynh có thể chuyện này rất là quan trọng đấy. Phương Tuyết Nghi nói. Ờ, hiền đệ, tại hạ muốn... Phương Huynh muốn thế nào? Tại hạ muốn cùng với Trịnh Đại Bá đi Trung Châu một chuyến. Phương Huynh muốn đi Lạc Dương. Đúng vậy, an tiểu bình quay sang nói với trịnh đại cường trịnh đại hiệp các vị định đi lạc dương thật sao trịnh đại cường nói không sai chỉ có điều bọn tại hạ muốn cho giải quyết xong chuyện ngũ mà rồi mới đi an tiểu bình nói thế tại sao phương huynh lại nói như vậy phương tuyên nghi lắc đầu nói đại bá chúng ta đi chỉ trong ba ngày là trở lại trong ba ngày đó có lẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Trịnh Đại Cường nói, Hiền Điệt, ba ngày làm sao kịp? Phương Tuyết Nghi nói, Không kịp cũng phải kịp thôi. Chàng hơi ngừng lại, rồi quay sang nói với Tống Phủ. Tống Lão, mọi chuyện ở Thiếu Lâm, trông chờ vào Lão và Tân Trúc hai Lão tiền bối đây nha. Tống Phủ mỉm cười nói, Lão đệ người yên tâm, có Tân Bá Công và Trúc Công mình tại đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. An Tiểu Bình tiếp lời, Phương Huỳnh, thấy con tiểu đệ thì sao? Phương Tuyết Nghi nói, Ờ, Hiền đại à? đương nhiên là phải trong thiếu lâm tự rồi. An Tiểu Bình biến sắc, nàng ấp úng nói, Phương Huỳnh, Huỳnh không cần tiểu đệ đi sao? Phương Tuyết Nghi nói. Hiền đệ, đây là chuyện nhà của Ngô Huỳnh, thì làm sao dám phiền huyền đệ bồn tẩu chứ? An Tiểu Bình trầm giọng nói. Phương Huỳnh, tiểu đệ phải đi thôi. Phương Tuyết Nghi nói. Hiền đệ muốn đi cũng được, nhưng mà Ngô Huỳnh có một điều kiện. An Tiểu Bình nghe vậy thì bất giác gieo lên. Điều kiện thế nào? Chỉ cần không buộc tiểu đệ ở lại thiếu lâm tự thì bất cứ điều kiện gì cũng được. Phương Tuyết Nghi mỉm cười nói. Hiền đệ, chúng ta đi lạc dương chuyến này không phải để tìm người tỷ đấu. Vì thế hiền đệ không được gây ra bất cứ chuyện gì mới được. An Tiểu Bình nói. Chuyện này quá dễ. Mọi chuyện xin nghe theo lệnh của Phương Huỳnh. Phương Huỳnh không cho nói thì đệ không nói. Phương Huỳnh không cho động thủ thì bị người ta đánh chết. Đệ cũng sẽ không đánh lại. Phương Tuyết Nghi nói, không cần thế, chỉ cần hiện đệ không sinh sự là được rồi. Chàng hơi ngưng lại rồi quay sang nói với Trịnh Đại Cường Chúng ta đi ngay bây giờ nha. Trịnh Đại Cương do dự dây lát rồi gật đầu nói. Được, đi sớm về sớm cũng tốt. Nói đoạn lão quay sang cáo biệt Tống Phù rồi cùng tuyết nghi tiểu bình Hạ Sơn. Cước trình ba người cực nhanh nên vừa quá ngọ đã đến địa phận của Lạc Dương, chừng năm dặm về hướng Tây. Do đó ba người nhanh chóng xuyên qua thành và nhằm phương gia trang thẳng bước. Càng đi càng gần, thân thái của Tuyết Nghi cũng càng khẩn trương. Đến khi trông thấy xa thấp thoáng trong rừng liễu, thì bước chân của chàng bỗng nhiên nặng trĩu nên bị tụt lại phía sau khá xa. An Tiểu Bình thấy chàng bước đi khó khăn thì bất giác kinh ngạc và vội nói với trịnh đại cường trịnh đại hiệp trông phương đại ca có vẻ như là không đi nổi chúng ta chờ một tí nhá trịnh đại cường dừng bước và nói ờ, côn hưng cái này kêu bằng hội cố hương thì lòng mang nhiều bẩn thần đấy xem ra tình cảm của phương hiền điệt khá là sâu nặng với cố hương an tiểu bình nói đại hiệp vạn bối có nên khuyên phương đại ca không trình đại cương nhìn nàng một lúc rồi lắc đầu nói không cần khuyên hắn cô nương không rời xa hắn thì có lẽ không có vấn đề gì đâu an tiểu bình ngạc nhiên nói đương nhiên vãn bối không thể rời xa phương huynh rồi lời vừa ra khỏi miệng thì bất giác hai má của nàng ửng hồng trình đại cương khẽ thở dài rồi nói cô nương. Phương Hiền Đệt gặp được cô nương là tam sinh hữu hạnh rồi đấy. Lúc này Phương Tuyết Nghi đã chậm rãi bước đến. Mục quang của chàng có vẻ thở thẫn nhưng mà vẫn dán chặt về phía rừng liễu xa xa trước mặt. Chờ cho chàng đến gần, thì Trịnh Đại Cường mới lên tiếng gọi. Phương Tuyết Nghi đã bước qua khỏi hai người, nhưng chợt nghe gọi thì giận mình dừng bước. An Tiểu Bình đến trước mặt chàng và nói Phương Đại Ca làm sao vậy? Phương Tuyết Nghi chớp chớp song mục tựa như là người vừa tỉnh mộng. Chàng thẫn thờ nhìn Tiểu Bình và nói Tại hạ rất khỏe. Trịnh Đại Cương cũng bước lại. Lão vừa cười vừa nói Hiền Điệt Người hồi tưởng lại mọi chuyện thời niên thiếu phải không? Phương Tuyết Nghi gật gật đầu, chàng ngửa mặt thở dài một hồi rồi nói đại bá vừa rồi tiểu điệt cảm thấy như là đang ở trong một trường đại mộng trịnh đại cương cười ha hả rồi nói thế bây giờ đã tỉnh chưa phương tuyết nghi mỉm cười nói đã tỉnh rồi nhưng mà trong lòng vẫn bồi hồi chàng ngừng lại giây lát rồi nói trịnh đại bá chúng ta đi tiếp thôi ba người lập tức thi triển khinh công phóng đi như bay vào trang viện trong rừng liễu. Đến nơi thì thấy công trang viện đóng im lìm, nên Trịnh Đại Cường lập tức đến gõ cửa. An Tiểu Bình không biết trong phương gia trang còn có những ai, nên dán mắt nhìn vào hai cánh cửa chờ đợi. Một lát sau, trận nghe có tiếng cót két, cánh cổng mở ra, cùng với sự xuất hiện của một lão nhân chọc đầu. Lão này vừa trông thấy Trịnh Đại Cường thì vội nói, thì ra đại lão ra trở về. Trịnh Đại Cương mỉm cười nói, Phương Phúc, mấy năm qua vất vả cho lão quá. Nói đến đây thì ba người đã vào đến khách sảnh. Phương Phúc vui mừng đi phai trà, rồi dẫn đầu bếp làm cơm. chờ lão ta quay lại thì Trịnh Đại Cương mỉm cười nói, Phương Phúc, lão còn nhớ nhị công tử không? phương phúc ngạc nhiên hỏi lại nhị công tử nào trịnh đại cương chỉ phương tuyết nghi và nói là nghi nhị đây phương phúc tròn xe song mục lão buột miệng kêu lên là nghi thiếu gia ư ừ. trịnh đại cương cười ha hả rồi nói không sai cao lớn quá phải không Phương Phúc chạy lại nhìn kỹ Tuyết Nghi từ đầu đến chân rồi nói. Quả nhiên là Nghi thiếu gia. Cao lớn thế này, chẳng trách lão nô không nhận ra. Sau mục của Phương Tuyết Nghi rừng rừng ngấn lệ, chàng nắm tay Phương Phúc và nói. Đại thúc, những năm qua người vẫn khỏe chứ? Trong nhà còn có ai không? Thần sắc của Phương Phúc chợt tối sầm lại. Lão lắc đầu và nói thiếu gia. Từ lúc đại trang chủ đưa ra chủ đi, thì mọi việc ở đây đều do lão nô và trường sư phụ quản lý. Mấy năm qua, Phương Phu Nhân và Lạc Thiếu Gia tuy có trở về một lần, nhưng chẳng được bao lâu thì lại ra đi. Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi nói, Đại Thúc, mẫu thân của Tiểu Điệt thì sao? Có tin tức gì không? Phương Phúc lắc đầu nói: Từ ngày đó đến giờ vẫn bặt vô âm tín. Trịnh Đại Cương tiếp lời: ở Phương Phúc, Thạch Tam đệ có trở về không? Phương Phúc nói: Có. Lúc đó Tam lão già có trở về cùng Phương phu nhân và lạc thiếu gia, nhưng ở lại không đầy hai tháng thế sau đó có quay trở lại lần nào nữa không không thạch tam đệ có phái người đến đưa tin tức gì không cũng không phương phúc nghe nói thạch tam đệ đã xuất hiện ở lạc dương người không hay biết gì cả ư lão nô không nghe nói nói đến đây thì đầu bếp đã dọn cơm rượu lên Bọn Phương Tuyết Nghi chỉ miễn cưỡng ăn vài chén, rồi cùng Phương Phúc đi dạo quanh trang viện một vòng. Tất cả mọi vật đều được bảo quản cẩn thận, nên Phương Tuyết Nghi vô cùng cảm động, chàng không ngừng nói đà tạ với Phương Phúc. Một lát sau, khi về lại khách sảnh thì Phương Tuyết Nghi liền nói với Trịnh Đại Cường: "Đại bá, chúng ta có cần ra ngoài xem thử không?" Trịnh Đại Cường nói: nếu không gặp được thạch tam thúc của người, thì chuyến đi này xem như là công dã tràng. An Tiểu Bình mỉm cười tiếp lời. Trịnh Đại Hiệp, hay là chúng ta đi tìm các trường lão của cái bàng? Trịnh Đại Cương nói. Cô nương biết lão ta ở đâu không? An Tiểu Bình nói. Văn bối không biết, nhưng trong thành Lạc Dương thế nào cũng có khất cái. Trịnh Đại Cương gật đầu nói. Không sai. Chúng ta tìm một tên khất cái thì tất sẽ hỏi được tung tích của các trưởng lão. Phương Tuyết Nghi nói. Đại bá, chúng ta đi ngay chứ? Trịnh Đại Cương gật đầu rồi quay sang nói với Phương Phúc. Lão huynh đệ, phiên lão thu xếp vài chỗ nghỉ. Có thể bọn ta sẽ ở lại đây hai ngày. Phương Phúc nói lão nô tuân mệnh. Lão chưa dứt lời thì bọn Phương Tuyết Nghi đã rời khách sành rồi ra ngoài cổng trang viện rồi. Ba người thi triển khinh công phóng như bay, không đầy một khắc sau thì đã vào trong thành Lạc Dương. Bọn họ vòng qua mấy ngã đường nhưng vẫn không phát hiện được một tên đệ tử cái bang nào. Tự hồ như khất cái trong thành Lạc Dương bỗng nhiên thất tùng hết vậy. An Tiểu Bình không nén được ngạc nhiên, nàng buột miệng nói phương đại ca thành lạc dương rộng lớn thế này mà tại sao chẳng thấy một tên ăn mày nào không lẽ các trưởng lão đã thống lĩnh bọn chúng đi cả rồi phương tuyết nghi quay sang hỏi trịnh đại cương đại bá liệu có chuyện bất chắc gì xảy ra với bọn họ không trịnh đại cương nói chuyện bất chắc thì không thể nhưng khất cái trong thành lạc dương bỗng nhiên tuyệt tùng tuyệt tích thì tất nhiên là do cái bang có đại sự gì rồi an tiểu bình tiếp lời bang chủ cái bang đang ở thiếu lầm tự nếu xảy ra chuyện gì thì lẽ nào bọn họ không thông báo trịnh đại cường nói an cô nương đây là chuyện của phân đường lạc dương nên đương nhiên là không thể bẩm báo cho bang chủ biết theo lão phù phán đoán thì có lẽ các trưởng lão đã có phát hiện gì rồi. Phương Tuyết Nghi tràn đầy hy vọng, chàng nói. Đại bá muốn nói, có thể các trưởng lão đã phát hiện ra tung tích của Thạch Tam Thúc chăng? Trịnh Đại cường gật đầu nói. Không sai, nếu không thì tại sao chẳng có bóng một tên ăn mày nào trong thành lạc dương? Rõ ràng là bọn họ đã có manh mối nên là tất cả đều đi theo các trưởng lão. An Tiểu Bình mỉm cười nói, Đại Hiệp, vậy thì chúng ta làm thế nào để mà tìm được bọn họ bây giờ? Trịnh Đại Cường nói, Chuyện này e rằng phải phí một chút chân tay thôi. Lão ngừng lại quét một quang nhìn xung quanh, thì thấy gần đó có một tòa cổ lầu nên mỉm cười nói, Hiền Điệt, Chúng ta đến tòa tiểu gia Thái Bạch Cơ đằng kia ngồi một lát. Có thể sẽ điều tra được vài tin tức đấy. Ba người lập tức băng qua đường, rồi đến trước tòa Thái Bạch Cơ tiểu lầu. Sau khi gọi vài món thức ăn và một bình rượu nóng, thì ba người vừa nhâm nhì, vừa quan sát xung quanh. Tuy vào trung nguyên đã lâu, nhưng An Tiểu Bình chưa từng đi qua những nơi náo thị thế này. Do vậy sau khi an tọa, thì nàng quét mục quang quan sát mấy trăm khách nhân trên tiểu lầu một cách rất tỉ mỉ. Trịnh Đại Cương và Phương Tuyết Nghi cũng ngầm quan sát. Dường như họ muốn tìm xem trong tiểu lầu này xem có nhân vật võ lâm nào đặc biệt hay không. Ba người vừa ăn uống vừa cười nói nhưng chốc chốc lại để ý đến năm nhân vật ngồi chung một bàn trong góc trái tiểu lầu. Thì ra không hẹn mà bọn họ đều phát hiện năm thư khách ở bàn này có vẻ khác thường. Trịnh Đại Cương uống cạn một chén rượu, rồi trao mày bóp chán, tựa như là cố nhớ đến điều gì. Chốc lát, lão lại liếc mắt nhìn năm nhân vật kia một cái. Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì rất là ngạc nhiên. Chàng suy nghĩ một lúc, cuối cùng không nhịn được, nên buột miệng hỏi. Đại bá, đại bá biết năm nhân vật ở bàn đó sao? Trịnh Đại Cương trầm giọng nói. Ờ hiền điệt, vì bá đang cố nhớ xem đã gặp bọn họ ở nơi nào, nhưng chẳng hiểu tại sao không bao giờ nhớ nổi. An Tiểu Bình mỉm cười nói. Trịnh Đại Hiệp, văn bối có một biện pháp khả dĩ giúp cho Đại Hiệp nhớ lại lai lịch của bọn họ. Trịnh Đại Cương liền hỏi. Ờ, biện pháp như thế nào? An Tiểu Bình nói thì vãn bối qua đó hỏi thử bọn họ nha. Trịnh Đại Cường lắc đầu nói. Cô nương đi lúc này không thích hợp lắm đâu. Tại sao? Nếu bọn họ không nói thì cô nương làm được gì? Lúc này chúng ta không thể động võ với bọn họ. Đại hiệp sợ gì chứ? Thực ra vãn bối cho rằng... Không được, cô nương không thể đi. Trịnh Đại Cương nói lời này như chém đinh chặt sắt, khiến An Tiểu Bình bất giác ngồi thộn người ra. Phương Tuyết Nghi khẽ nói, Hiền đệ, đại bá đã nói không thể đi, thì không phải đi nữa. An Tiểu Bình gượng cười nói, Vậy thì có cách gì để mà điều tra lai lịch của bọn họ? Trịnh Đại Cương nói, Chúng ta chờ một lát, trông thần thái thì hình như bọn họ đang đợi một nhân vật nào đó chờ người mà bọn họ đợi đến nơi này thì chúng ta sẽ tìm cách cũng không muộn vừa nói đến đây thì bỗng nhiên có ba người xuất hiện tại nơi cầu thang tiểu lầu ba người này hình mạo rất là quái dị một người vừa mập vừa lùn còn hai người kia rất cao to phương tuyên nghi khẽ nói đại bá ba nhân vật này có vẻ khác thường Trịnh Đại Cương gật đầu nói. Không sai, có thể bọn chúng là cao thủ trong số những cao thủ đấy. Lão nói đến đây thì ba người vừa xuất hiện đã bước đến ngồi vào bàn của năm người trong góc trái. An Tiểu Bình mỉm cười nói. Phương Đại Cà, quả nhiên là bọn họ có quen biết với năm người kia. Phương Tuyết Nghi nói. Chúng ta cứ chờ thử xem. Có thể từ bọn họ mà chúng ta tìm ra chút manh mối cũng không chừng. Nói đoạn chàng liếc nhìn qua thì thấy ba người đến lặng lẽ ngồi vào những chiếc ghế trống mà không nói một lời. Thậm chí cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Quái lạ là năm người kia cũng chẳng nói gì. Bọn họ chỉ lo ăn uống. Thái độ tựa như chẳng hề quen biết với ba người vừa đến. An Tiểu Bình cảm thấy chuyện này cực kỳ quái đảm. Nếu Phương Tuyết Nghi không nắm tay nàng giữ lại, thì có lẽ nàng đã bước tới kiếm chuyện rồi. Lúc này ba người vừa đến không những không nói mà cũng không ăn uống gì. Cảnh tượng này rõ ràng là không hợp với lẽ thường. Nếu bảo bọn họ quen biết nhau thì chuyện bọn họ không nói gì đã là một sự kỳ quái. Nhưng nếu bảo bọn họ không quen biết thì tại sao lại ngồi chung bàn? Phương Tuyết Nghi luôn suy nghĩ xem rốt cuộc bọn người này có quan hệ gì với nhau. Nhưng Thủy Trung, trang vẫn không tìm ra lời giải thích cho thỏa đáng. Thời gian chừng cạn một tuần trà, thì bỗng nhiên lại có tiếng bước chân lên tiểu lầu. Bọn Phương Tuyết Nghi vội vàng nhìn qua cầu thang, thì thấy một quái nhân kỳ hình dị trạng xuất hiện. Quái nhân này có thân hình còn lùn hơn lão mập lùn trong ba người vừa đến trước đó. Đầu tóc thì dối tung như tổ quạ, y phục nhiều nát cũ kỹ, chân không mang giày. Nếu lão ta không lên tiểu lầu vào lúc này, thì có lẽ ai cũng nghĩ lão là một lão khất cái. Ngoài ra, An Tiểu Bình còn phát hiện ra một chỗ bất phàm của lão ta. Đó là thần quang lấp lánh như là tia chớp, khiến bất kỳ người nào nếu mà nhìn thẳng vào cũng cảm giác thấy lạnh người. Không phải cao thủ võ lầm nào cũng luyện được trường hợp song mục phát hàn quang đến bức người. Điều này chứng tỏ võ công của lão quái nhân kia đã đạt tới cảnh giới lộ hỏa thần thanh rồi. Phương Tuyết Nghi cũng nhận ra đôi nhãn thần kinh người của lão quái nhân kia, bất giác chẳng nghĩ thầm. Người này thân hình quái dị, nhưng không ngờ lại là một cao thủ hiếm thấy. Giữa lúc quái nhân này xuất hiện, thì tam nhân vật ngồi trung bàn trong góc tiểu lầu lúc nãy đầu nhất loạt biến sắc. Quái nhân đứng nơi cầu thang quét mục quang nhìn khắp tiểu lầu một lượt. Khi nhìn đến Phương Tuyết Nghi và An Tiểu Bình thì bất giác lão chào mày. Nhưng mục quang vừa phát hiện 8 nhân vật ngồi chung bàn trong góc trái thì bỗng nhiên lão bật cười. Chàng cười không lớn nhưng rất lạnh lùng và cũng dừng lại rất nhanh. Tiếp theo là giọng nói sang sàng của quái nhân. Khổ, oh, khá, khá lắm. Xem ra lão phù cũng không uổng công quả nhiên các người đầu ở tại Thái Bạch Cơ tiểu lầu này. Lời chưa dứt, thì lão đã chậm rãi cất bước đi về phía tám người kia. Lão mập lùn trong bọn tám người cười nhạt một tiếng rồi nói. Tìm được thì sao nào? Quái nhân đã dừng bước cách chỗ tám người chừng năm thước. Lão cười lớn rồi nói. Thế nào? Người vẫn không hiểu à? Lão mập lùn nhướng đôi mày lưỡi mát lên và nói Giang mỗ không hiểu Quái nhân lớn tiếng nói Ngươi không hiểu thật chẳng Lão mập lùn cười nhạt nói Xưa nay giang mỗ và ngươi chẳng có quan hệ gì Nên tự nhiên là không hiểu ngươi tìm giang mỗ vì chuyện gì Quái nhân cười ha hả một chàng rồi nói Giang thiên hiểu Xưa nay thiên đài tam tuyệt, các người luôn an phận thủ thường, nên Lão Phu và kiếm thần Trần Lão Đệ cũng không tìm các người. Phương Tuyết Nghi nghe vậy thì kinh ngạc thầm nghĩ. Quái nhân này là ai? Tại sao Lão lại gọi sư phụ ta là Lão Đệ? Chàng vừa nghĩ đến đây thì chợt nghe một lão cao to bên cạnh lão mập lùn lớn tiếng nói Dù công huyền, có thể người khác sợ thiên thủ thần ông người Nhưng người nên biết từ mỗ không hề sợ người bao giờ hết. Thì ra quái nhân cực lùn này là thiên thủ thần ông dù công huyền. Phương Tuyết Nghi vô cùng kinh ngạc. Chàng nhớ lại sư phụ mình từng nói. Thiên thủ thần ông là nhân vật cùng thời với sư tổ kiếm thánh Long siêu quần. Người này dù hiệp giang hồ, chuyên quản những chuyện bất bình trong võ lầm. Vì võ công của lão không kém gì kiếm thần, nên rất được nhân vật trong võ lâm bạch đào kính ngưỡng mà hợp sừng với kiếm thần là thiên địa nhị kỳ. Không ngờ lão ta vẫn còn sống trên thế gian này. Đồng thời Phương Tuyết Nghi cũng kinh ngạc chuyện bà lão nhân có kỳ hình quái trạng gọi là thiên đài tam tuyệt kia lại xưng hô ta người với dù công huyền. Theo đó mà suy thì bà lão kia cũng là nhân vật lão bối ẩn cư trong võ lâm rồi. Nghĩ đến đây thì bất giác Phương Tuyết Nghi cảm thấy lo lắng chàng tự hỏi. Không lẽ ngoài ngũ đại mà chủ già thì trong võ lâm còn có những lực lượng mà đầu mới khởi quật. Những lão nhân này là do ai đó mời tới chăng? Nghĩ đến đây thì đã nghe dù công huyền nói. Tử kiệt, ngươi định uy hiếp lão phủ đấy à? Lão nhân cao to được gọi là tử kiệt, liền cười nhạt một tiếng rồi nói. Dù huynh, Tử Mỗ không có ý uy hiếp Dù Huỳnh, nhưng nếu Dù Huỳnh không nể mặt bọn Tử Mỗ, thì sợ rằng Tử Mỗ không can tâm chịu nhục. Lần này khẩu khí của lão khác hẳn lúc trước, khiến An Tiểu Bình nghe xong thì suýt bật cười thành tiếng. Dù Công Huyền mỉm cười nói, Tử Kiệt, xem ra khẩu khí của người cũng không nhỏ đâu. Tử Kiệt vốn có tác hiệu là nam nhai đà lòng, Lão ta và lão nhân cao to bên cạnh Tức là Bác Phong Tôn Giả Lý Triệu Phong Là huynh đệ kết nghĩa Từ kiệt trận trừng song mục và nói Khẩu khí không nhỏ Thì đụng chạm gì đến rủ huynh Du công huyền mỉm cười nói Đương nhiên là không đụng chạm gì Đến lão phù Nhưng lão phù đến đây muốn biết một điều Từ kiệt liền hỏi Điều gì Du Công Huyền vừa cười vừa nói. Tại sao ba người các người lại trốn trốn lùi lùi mà đến lạc dương này? Từ Kiệt nộ khí nói. Hử, ai bảo bọn ta trốn trốn lùi lùi? Chẳng phải bọn tử mẫu đang ngồi giữa quảng đại chúng nhân đây sao? Du Công Huyền nói. Không sai. Quả nhiên lúc này người đang ngồi giữa quảng đại chúng nhân. Chỉ có điều các người có dám nói ra những gì đang chất chứa trong đầu các người không? Từ kiệt ngẩn người chưa kịp nói, thì bác phong tôn giả Lý Triệu Phong đã cười nhạt một tiếng rồi nói. Dù hình, tại sao người cứ theo đuổi bọn ta mãi vậy? Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ, thì ra dù lão đã theo dõi bọn họ từ rất lâu rồi. Xem ra dù lão có ý muốn giám sát hành động của thiên đài tam tuyệt. Dù công huyền cười ha hả nói. Ồ, oh, Lý Lão Đệ, không ngờ người học thói giả vờ của Giang Thiên Hiểu. Thực ra lúc mà các người không muốn nói, thì Lão Phu cũng biết các người đến đây với mục đích gì rồi. Lý Triệu Phong cười nhạt nói, Người biết rồi à? Vậy sao không nói ra xem? Lý Công Huyền mỉm cười nói, Muốn Lão Phu nói giả? Được thôi, có phải năm tên tiểu ma đầu mời các người đến lạc dương không? Thiên đài tam tuyệt đều biến sắc. Giang Thiên Hiểu trao mày nói. Làm thế nào người biết được? Lão hỏi ngược lại như vậy, chẳng khác gì đã thừa nhận với Du Công Huyền nói không sai. Du Công Huyền mỉm cười nói. Nếu không muốn người ta biết, thì trừ phi không làm. Giang Lão Đệ, đối với người khác, có thể không dám làm gì các người sau khi biết chuyện. Nhưng không may cho các người là Lão Phu đã biết chuyện này. Và đương nhiên, Lão Phu không thể bỏ qua. Giang Thiên Hiểu buồn miệng kêu lên. Ngươi, ngươi định làm gì? Du Công Huyền cười hà hà nói. Không định làm gì cả. Lão Phu chỉ muốn nói với các người rằng. Nếu các người muốn giúp năm tên tiểu ma đầu bất thành tài kia, thì Lão Phu không thể không xen vào chuyện này. Từ Kiệt cười nhạt nói, Dù hình, ngươi cho rằng nhất định bọn ta sợ người xen vào chuyện này chẳng. Dù Công Huyền chậm rãi nói, Lão Phu không bảo các ngươi sợ, nhưng nếu các ngươi muốn Lão Phu không xen vào, thì tốt nhất đừng làm gì cả. Lão ngừng lại một lát rồi nói tiếp. Giang Thiên Hiểu. Nếu các người muốn bảo trì Mỹ dành một đời, thì Lão Phù có một lời muốn nói. Giang Thiên Hiểu trao mày hỏi, lời như thế nào? Du Công Huyền nói, sóng trưởng giang, lớp sau đẻ lớp trước. Một lớp người mới, tất là phải thay thế lớp người cũ. Người biết ý nghĩa của câu này chứ? giang thiên hiểu lạnh lùng nói chuyện đó thì có quan hệ gì đến bọn giang mỗ Dù công huyền nói đương nhiên là có lão trầm ngâm một lát rồi nói tiếp thịnh suy của nhân vật võ lâm cũng có định số nên mới có cái gọi là giang sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện lão đệ chúng ta đều đã giả rồi có rất nhiều chuyện không cần chúng ta phải xuất đầu lộ diện nữa. Giang Thiên Hiểu ngật người rồi nói: dù hình nói thế là có ý gì? Dù Công Huyệt nói: lão phu khuyên các ngươi không nên giúp năm tên tiểu ma bất thành tài kia để tránh bị thần bại danh liệt. Từ Kiệt kinh ngạc nói: người người nói vậy có nghĩa là hiện trong võ lâm đã có cầu thủ xuất hiện cao cường hơn bọn tử mộ chẳng. Dù công huyền nói, không sai. Lý Triệu Phong cười nhạt nói, Lý mộ không tin. Dù công huyền nói, người không tin à? Lão Phu cho người biết nhá, đó là chuyện thiên chân vạn xác đấy. Giang Thiên Hiểu thấy thần sắc của đối phương cực kỳ nghiêm túc, không có vẻ gì là nói đùa, thì lão bất giác thầm nghĩ. Xưa nay dù công huyền nói năng thường hi hi ha ha, hôm nay lão ta trịnh trọng như vậy, sợ rằng không phải là nói đùa rồi. Nghĩ đoạn lão nói, dù hình có biết kẻ đó là ai không? Thì ra lão ta đã tin lão dù công huyền là trong võ lâm đã có cao thủ tuyệt đỉnh xuất hiện. Dù công huyền nói, các người hỏi danh hiệu để tìm cách ám toán người ta chẳng. Giang Thiên Hiểu nói, Bọn ta há là hạng ám tiến đả thương người. Dù Công Huyền nói, Các người đã không có ý ám toán, Thì Hà Tất phải truy hỏi danh tính người ta làm gì. Giang Thiên Hiểu nói, Giang Mỗ cảm thấy hiếu kỳ, Và cũng không được tin lắm mà thôi. Du Công Huyền cười hì hì nói, oh, tin hay không là chuyện của các người. Còn uh, hiếu kỳ à? Lão Phu cho rằng, Người bất tất phải hiếu kỳ làm gì? Lý Triệu Phong tiếp lời, Tại sao? Du Công Huyền nói, Có rất nhiều anh hùng trong thiên hạ, Tự trúc họa vào thân, Cũng chỉ vì tính hiếu kỳ đấy. Giang Thiên Hiểu cười nhạt nói, Giang mẫu không tin là trong võ lầm đột nhiên xuất hiện cao thủ như vậy. Dù công huyền nói, Lão Phù cũng biết là các người sẽ không tin. Xem ra những lời tâm huyết của Lão Phù trở thành vô ích rồi. Giang Thiên Hiểu nói, Bọn Giang Mỗ xin tâm lãnh thịnh tình của Dù Hình thổi. Từ Kiệt tiếp lời, Dù Hình, Từ mẫu có một câu nhưng chẳng biết có nên nói rõ ra không. Dù Công Huyền nói Nam Nhai Đả Long Từ Kiệt là nhân vật xưa này nhất ngôn cửu đình. nếu người có điều gì muốn nói thì tất phải là điều rất là quan trọng. Từ Kiệt mềm cây nói không dám dù huynh quá khen rồi lão ngừng lại và quét mục quang nhìn qua năm lão ngồi cùng bàn rồi nói tiếp. Dù Huỳnh, thiên đài tam tuyệt bọn tệ Hạ xưa này cũng có một chút thanh danh trong võ lâm và cũng không làm chuyện gì thường thiên bại lý. Điều này nhất định là Dù Huỳnh biết rất rõ. Dù Công Huyền mỉm cười nói, Nếu Lão Phù không biết rõ, thì đâu có đến đây làm gì. Từ Kiệt nói, Dù Huỳnh đã biết rõ, thì cũng nên hiểu, bọn từ Mỗ đến đây, là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Nỗi khổ tâm gì? Bị người ta khống chế, đủ rồi chứ? Các người bị khống chế, kẻ nào có bản lĩnh như vậy? Chuyện này nói ra thì thật là mất mặt, nhưng trước mặt dù hình thì từ mỗ đành phải nói thẳng thôi. Lão buồn một tiếng thở dài và lắc đầu nói. Dù hình, Giờ này huynh đệ tử mỗ luôn ẩn cư tại thiên đài, không hỏi đến chuyện thế sự. Thế mà chẳng hiểu tại sao. Trước đây mấy tháng, thiên ma tử tìm đến ép bọn tử mỗ hạ sơn trợ giúp à. Dù công huyền ngạc nhiên hỏi, các người không cự tuyệt sao? Tử kiệt nói, có lý nào huynh đệ tại hạ lại không cự tuyệt? Chỉ có điều thiên ma nữ lạnh lùng bảo với huynh đệ bọn tài hạ rằng nếu bọn tài hạ không đồng ý hạ sơn trợ giúp thì trong vòng một tháng sẽ thộ mệnh tại thiên đài. Du Công Huyền mỉm cười nói Ồ, có chuyện như thế sao? Từ Kiệt nói Thoạt tiên thì huynh đệ bọn tài hạ cũng không tin nhưng khi thiên ma nữ nói ra nguyên nhân thì bọn tài hạ không thể không tin. Du Công Huyền ngẩn người, lão nói, nguyên nhân gì? Từ kiệt nói, yêu nữ đó đã sớm dở trò trên thân thể huynh đệ tại hạ. Du Công Huyền nói, làm sao các người lại bị ả dở trò? Kỳ quái, thật là kỳ quái. Từ kiệt thở dài một hồi rồi nói, đúng vậy, nếu yêu nữ đó không nói rõ thì quả thật là huynh đệ tại hạ cũng chẳng biết gì cả. Dù công huyền cười nhạt nói, phải chăng thiên ma nữ hạ độc đối với các người? Từ kiệt chậm rãi nói, yêu nữ đó đã mua đứt đầu bếp huynh đệ của đại hạ. Do vậy thức ăn bọn đại hạ dùng hàng ngày đều có một lượng nhỏ độc vật của yêu nữ đó. Dù công huyền cả kinh, lão nói, đúng rồi, tâm cơ của yêu nữ đó quả nhiên rất lợi hại. À không hạ độc một lần là sợ khi luyện công các người sẽ phát hiện ra phải không? Từ Kiệt gật đầu nói. Đúng vậy. Nói vậy có nghĩa các người vẫn chưa nhận được thuốc giải ư? Không sai. Thiên ma nữ nói rằng khi nào à độc bá võ lầm chế phục được đại môn phái thì mới giải trừ độc vật cho huynh đệ bọn tại hạ. Thiên ma nữ nói như thế à? Không sai. Từ huynh đệ, các người thật là hồ đồ rồi. Giang thiên hiểu buồn miệng nói. Huynh đệ tại hạ có gì là hồ đồ đâu. Dù công huyền nói. Thiên ma nữ nói vậy mà các người cũng tin sao? giang thiên hiểu nói dù huỳnh đã nằm trong sự khống chế của người khác thì huỳnh đệ bọn tại hạ làm sao có thể không tin du công huyền nói các người tin nhưng lão phù không tin giang thiên hiểu ngạc nhiên nói tại sao du công huyền nói sau khi đã lợi dụng các người rồi thì hà cớ gì thiên ma nữ đưa thuốc giải cho các người. Thỏa chết thì chó săn cũng bị làm thịt thôi. Đạo lý như vậy mà các người không hiểu sao. Giang Thiên Hiểu chợt biến sắc, lão nói. Ý của Du Huỳnh muốn nói là sau khi thành công thì thiên ma nữ vẫn sẽ không giao thuốc giải cho bọn tệ hạ ử. Ừ. Du Công Huyền gật đầu nói. Đúng vậy, Giang Thiên Hiểu suy nghĩ một lát rồi quay sang nói với Từ Kiệt và Lý Triệu Phong. Huỳnh đệ, những lời của Du Huỳnh nói rất có là đạo lý. Sợ rằng huynh đệ chúng ta có tận lực cho thiên ma nữ thì ở cuối cùng cũng nhận lãnh một cái kết cục rất là bị thản mà thôi. Từ Kiệt nói, ý của Giang Huỳnh là chúng ta không nên vì thiên ma nữ mà xuất diện đối đầu với cựu đại môn phái ư? Ừ. Giang Thiên Hiểu nói Không sai Chúng ta không cần tận lực cho yêu nữ đó nữa Lý Triệu Phong buột miệng hỏi Thế độc vật trong người của chúng ta thì sao? Giang Thiên Hiểu nói Từ từ tìm cách Rồi cũng coi ngày giải được thôi Từ Kiệt nói Giang Huỳnh đã quyết định như vậy Thì từ mỗ và Lý Huỳnh Chẳng còn gì để nói nữa. Du Công Huyền mỉm cười lên tiếng. <cười> Bà vị quả nhiên là nhân vật sáng suốt. Giang Thiên Hiểu cười ha hả một chàng rồi nói. Dù hình, con người dù sống ngàn tuổi cũng không tránh khỏi cái chết. Độc vật trên người bọn tại hạ có hóa giải được hay không, chẳng còn là vấn đề nữa. Nhưng bọn tại hạ không thể khoanh tay ngồi nhìn trước giã tâm độc bá võ lầm của thiên ma nữ. Du Công Huyền nói, Thế thì tốt rồi, xem ra chuyện này Lão Phu không uổng phí công sức rồi. Giang Thiên Hiểu ngạc nhiên nói, Du Huynh đến đây chỉ vì bọn tai hạ thôi ư. Ừ. Du Công Huyền nói, Nếu không vì các vị lão đệ, thì Lão Phu đến đây làm gì? Giang Thiên Hiểu bỗng buông tiếng thở dài rồi nói, Dù Huỳnh nói vậy thật là khiến cho bọn tài hạ vô cùng hổ thẹn. Dù công huyền cười ha ha nói, hà tất phải như vậy. Dù các vị thành tâm hướng thiện, thì lão phù có phí chút tâm lực cũng chẳng đáng gọi là gì. Lão hơi ngừng lại, rồi nhìn qua năm người ngồi cùng bàn với thiên đài tam tuyệt và nói, Giang lão đệ quen biết năm người này à? Giang thiên hiểu nói, chưa từng gặp một lần vậy là không quen biết không sai kỳ quái đã không quen biết thì tại sao lại ngồi chung với nhau chuyện này là bọn tài hạ ước định với thiên mà nữ gặp nhau tại tiểu lầu này chuyện đó có quan hệ gì với năm người bọn họ Giang Thiên Hiểu chỉ một chiếc bát có gác đôi đũa bên trên và nói. Đó là ám hiệu ước định gặp mặt. Bọn tài hạ lên tiểu lầu thấy ám hiệu ở nơi đây nên tự nhiên là phải ngồi ở đây. Dù công huyền hỏi tiếp, bọn họ là thuộc hạ của thiên mà nữ chẳng. Giang Thiên Hiểu nói, hình như là không phải. Phương Tuyết Nghi nghe đến đây thì cảm thấy kỳ quái, Trang nhìn qua Trịnh Đại Cương và nói Thật là quái lạ Nếu mà năm người bọn họ không phải là thuộc hạ của thiên ma nữ Thì làm sao có thể bày ra ám hiệu này Trịnh Đại Cương chỉ lắc đầu mà không nói gì Nhưng An Tiểu Bình không im lặng được Nên buột miệng nói Đúng vậy Chuyện này quả thật là rất kỳ quái Xem ra lão nhân họ giang kia không nói dối Nàng chưa dứt lời thì đã nghe Du Công Huyền nói. Lão Phu hiểu ra rồi, sợ rằng bọn họ cũng như các vị lão đại mà thôi. Lão chưa dứt lời, thì một đại hán trong số 5 người bật đứng lên, trừng mắt nhìn đối phương như là muốn phát tác. Người này thân hình cao to không dưới 8 thước, do vậy trông cứ như là cao gấp đôi Du Công Huyền. Du Công Huyền thảm nhiên cười hì hì nói. Đại hán cao to liền nói, không sai, tử ra đại thắng. Thì ra đại hán cao to này quả nhiên là một tăng lữ. Du công huyền nói tiếp, đại thắng đầu đà chẳng. Đại thắng đầu đà cười nhạt nói, không sai. Du công huyền dịch mục quang nhìn qua bốn người còn lại rồi nói, có lẽ nằm vị là Đông Hải ngũ yêu bốn chữ đông hải ngũ yêu vừa lọt vào tai, thì trịnh đại cương biến sắc và buột miệng nói lẽ giả ta đã sớm phải nghĩ đến năm người bọn họ phương tuyết nghi nói đại bá quen biết bọn họ ừ trịnh đại cương nói không quen nhưng biết rất rõ về năm người này an từ bình tiếp lời đại hiệp bọn họ là người xấu phải không Trịnh Đại Cương nói, Tâm địa của Đông Hải Ngũ Yêu quả nhiên rất bại hoại. Cô nương sống ở Đông Hải mà chưa từng nghe về bọn chúng ư. An Tiểu Bình lắc đầu nói, Vạn bối chưa được nghe. Trịnh Đại Cương nói, Đông Hải Ngũ Yêu gồm ba nam hai nữ, không chuyện ác nào mà bọn chúng không làm. Võ công của mỗi người bọn chúng lại cao cường, nên bọn chúng làm nhiều chuyện bại hoại nhưng không ai chế phục được. An Tiểu Bình buột miệng kêu lên. Thế chẳng phải là thêm năm ba đầu nữa sao? Trịnh Đại Cường nói, không sai. An Tiểu Bình nhìn qua Phương Tuyết Nghi và hỏi, "Phương đại ca, tại sao trước đây lệnh sư không thu phục bọn ngũ yêu này luôn?" Phương Tuyết Nghi ngẩn người, chàng nói, "Chuyện này tại hà cũng không được rõ lắm nhưng tiên sư đã không thu phục bọn họ thì tất là phải có nguyên nhân trịnh đại cương tiếp lời chuyện này thì vì bá biết đấy tiểu bình liền hỏi tại sao vậy trịnh đại cương nói đồng hải ngũ yêu này xuất hiện trên giang hồ hơi muộn đương thời e rằng trần đại hiệp đã bị ám toán nên là lực bất tổng tâm Tiểu Bình nói. Như vậy có nghĩa là bọn họ xuất đạo chưa quá 10 năm ư? Trịnh Đại Cương nói. Không sai. Lời chưa dứt thì đã nghe Đại Thắng đầu đà lớn tiếng nói. Dù lão thí chủ, thiên đài tam tuyệt bọn họ lo sợ, nhưng bọn tiểu già thì không sợ đâu. Du Công Huyền mỉm cười nói. Ồ, oh, lão phù không nói các người sợ hay là không sợ. Người hà tất phải cuống lên như vậy Đại thắng đầu đà nói Thí chủ hiểu được như vậy Thì tốt rồi Du công huyền cười hì hì nói Các vị cũng theo ước hẹn mà đến chẳng Đại thắng đầu đà nói Không sai Như bọn tiểu già khác thiên đài tam tuyệt Nên tự nhiên là không bị thiên ma nữ hạ độc Du Công Huyền bật cười và nói Ồ, oh, thế à? Vậy thì chỉ ít các vị cũng không phải lo lắng là mình sống chẳng được bao lâu. Nói đoạn lão nhìn qua nhân vật có thân hình ốm như vượn, lưng dắt đại đào và hỏi các hạ có phải là hấp huyết quỷ đào phùng lôi không? Lão này cười nhạt một tiếng rồi nói Thiên hạ, ngoài phụng mộ giả thì còn ai dùng thái đào làm bình khí nữa. Dù công huyền nói, điều đó là tất nhiên rồi. Nhưng e rằng trong thiên hạ cũng không có ai dùng quỷ đào ác độc như người. Nhưng đáng tiếc thiên ma nữ tuy chưa hạ độc bọn người, song à đã sớm có ý giết bọn người rồi. Đại thắng đầu đà nộ khí quát, thuật ly giám của thí chủ có vẻ không được cả mình lắm đấy. Du công huyền cười hì hì nói Các vị không tin à? Phùng lôi lạnh lùng nói Đương nhiên là không tin Du công huyền cười cười và nói Các vị không tin cũng chẳng sao Nhưng lão Phu có một câu thỉnh giáo nam vị Phùng lôi lạnh lùng nói Chuyện gì? Du công huyền nói Với võ công của nam vị nếu đơn đả độc đấu với thiên ma nữ thì các vị cao cường hơn hay là thiên ma nữ mạnh hơn phùng lôi nhất thời không biết trả lời như thế nào nên lặng lặng cúi đầu đại thắng đầu đà liền đỡ lời chuyện này à tiểu gia cho rằng thiên ma thí chủ cao cường hơn bọn tiểu gia một bậc du công huyền cười hì hì nói vậy thì đúng rồi Thiên ma nữ thừa biết võ công của các vị không cao cường bằng ả Nhưng vẫn mời các vị đến giúp Thế mà các vị không nghĩ ra dụng tâm của ả hay sao Lúc này thì một bạch y phu nhân trong ngũ yêu cười nhạt một tiếng rồi nói Dù lão sao cứ thích nói lòng vòng quá vậy Dù công huyền nhìn qua phu nhân và nói Người có phải là ngọc vô thường bạch anh không Bạch y phu nhân lạnh lùng nói Chính là tiện thiếp dù công huyền nói Khi thực lão phu muốn giúp các vị hiểu rõ một điều mà thôi Đó là chuyện thiên ma nữ dùng kế mượn rào giết người Đông Hải Ngũ Yêu vừa nghe thấy lời này Thì bất giác ngẩn người Nhất thời không ai nói được lời nào dù công huyền chờ cho lúc không có ai lên tiếng Thì quay sang nói với thiên đài tam tuyệt tam vị lão đệ Các vị đã giác ngộ được chuyện bị thiên ma nữ lợi dụng Thì còn ngồi đây làm gì nữa Giang Thiên Hiểu nói Đúng vậy Chuyện võ lầm đã có lớp người mới gánh vác Thì bọn tại hạ cũng nên về lại thiên đài quy ẩn thôi Nói đoạn lão gia hiệu cho Từ Kiệt và Lý Triệu Phong cùng rời khỏi tiểu lầu Dù công huyền nhìn theo ba bóng người dần khuất Rồi quay sang hỏi bọn Đông Hải ngũ yêu thế nào? Các vị đã suy nghĩ kỹ chưa? Đại Thắng Đầu Đà nói: "Bọn tiểu già tuy bị giang hồ gọi là ngũ yêu, nhưng ngộ tính không phải là không có. Thiên đại tam tuyệt đã có thể giác ngộ được, thì bọn tiểu già há chẳng ngộ giả?" Du Công Huyền cười ha hả một chàng rồi nói: "Các vị hiểu được như vậy là đại phúc cho võ lầm Đại Thắng đầu đà nói tiếp. Bọn tiểu già tuy là đã làm nhiều chuyện xấu, nhưng quyết không trúng kế mượn đào giết người của thiên mà nữ. Đa tạ dù lão thí chủ đã cảnh tỉnh, Cáo biệt, ngày sau hy vọng được tái ngộ. Nói đoạn, lão ra hiệu cho đồng bọn rồi cất bước rời khỏi tiểu lầu. Nói đoạn, lão ra hiệu cho bọn đồng bọn cất bước rời khỏi tiểu lầu. Lúc này phần lớn thực khách trong tiểu lầu vì sự lớn tiếng của Du Công Huyền và Thiên Đài Tam Tuyệt, Đông Hải Ngũ Yêu nên đã bỏ đi. Hiện chỉ còn lại vài bàn bên góc phải và bàn của bọn Trịnh Đại Cương. Du Công Huyền thấy Đông Hải Ngũ Yêu đi khuất rồi, thì bỗng nhiên phá lên cười một chàng đắc ý và nói: "Khoái quá, thật là khoái quá! Lão phù đã giác ngộ cho Thiên Đài Tam Tuyệt và Đông Hải Ngũ Yêu, thì hợp phèn này." Thiên mạng nữ sẽ gặp không ít bất lợi đâu lời vừa dứt thì lão đột nhiên quét mục quang nhìn qua bọn phương tuyết nghỉ rồi chậm rãi đi tới